Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta có rất nhiều những quả bóng bay nha. Những quả bóng bay kỳ diệu. Các bạn có thấy cái gì nhấp nháy ở bên trong quả bóng bay không? Thử xem là cái gì nhá. Ai chà, cái gì nhấp nháy mà đẹp thế nhỉ? Thật là tuyệt vời, rất đẹp nha. Nào, cái nữa nào. Chà chà, đây cũng thế. Có cái gì nhấp nháy đẹp quá. Nhấp nháy bên trong ấy nha. Nào, đấy cũng thế. Trong này cũng có cái gì nhấp nháy. Tuyệt vời. Là có rất nhiều quả bóng bay. Còn đây, chà chà. Ô, cái gì đang chuyển động bên trong quả bóng nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì đang chuyển động bên trong quả bóng đó. Lát nữa chúng ta đập ra xem là cái gì nhá. Và đây nữa. Ồ, cái gì đang lăn trong quả bóng này? Cái gì mà lạ hoắc thế nhỉ? Đấy là gì? Đây nữa. Một quả bóng bay màu đỏ nữa. Bên trong có cái gì mà nhấp? Vậy chúng ta sẽ thử xem bên trong quả bóng bay này có cái gì nhá. Đấy, trong có gì sáng thế nhỉ? Bên trong á chà, có gì sáng ghê. Nào, ta cùng cho bóng bay nổ nha. Bên là quả nào trước nhỉ? Quả này trước nha. Ta cho quả này nổ trước. À, rất là khó nổ. Thôi, chúng ta sẽ có cái này. Ta có cái này là bóng bay nổ nha. À, cha cha, một quả bóng bay đã nổ. Và chúng ta có cái gì nhỉ? Một chú mèo nhấp nháy. Quả bóng bay thứ hai nào. Nha. Có một cái đèn pin rất sáng nha. Đó. Đèn pin sáng của chúng ta. Quả bóng bay tiếp theo. Quả bóng bay bên trong có gì nhấp nháy này? Nổ nhá. À bạn. Ta. Một cái đèn nhấp nháy nữa. Ở đây nổ tiếp nha. Hai bạn. Nổ nào. Lại một cái đèn nhấp nháy nữa. Đây là một chú mèo tuyệt vời. Một quả bóng.
và một chiếc ô tô. Thật là tuyệt vời, ô tô thể thao ấy nhá. Đẹp chưa? Và đây là quả bóng cuối cùng, chúng ta cho nổ nhá. 2, 3, 1, 2, 3. Đạt được một cái ô tô. Và một ô tô nữa. Đây, trong quả bóng có 2 ô tô. Một ô tô đã bị văng ra mãi ngoài. Thật là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta đã chọc những quả bóng nổ và có được rất nhiều thứ thú vị. Pin này, mèo này và rất nhiều thứ khác nữa nha.